Có hương nhờ, có muốn uống một không? Tứ Hải đều là huynh đệ, nào nào, mời cùng uống đi. Trông huynh ăn mặc như thế này, chắc là người từ nơi khác đến. Ha, à, vậy ta cùng ngồi với các vị. Các huynh đệ, trạch viện kia to thật. Là của nhà ai vậy? Người không biết à? Đương nhiên là Diệp gia. Là Diệp gia trạch viện rồi. Diệp gia là đệ nhất gia tộc ở Sơn Thủy Trấn. Diệp gia chỉ dậm chân một cái, Sơn Thủy Trấn phải rung ba cái. Chỉ đáng tiếc, bọn chúng bỏ lỡ một thiên tài. Nói vậy là sao? Đó là chuyện xấu của Diệp gia. Huynh đệ nghe xong cũng đừng nói ra ngoài. Cái tên thiên tài đó tên là Diệp Minh. Đáng tiếc, hắn mệnh không được tốt. Phụ thân của Diệp Minh là Diệp Tử Huy, đương nhiên cũng là thiên tài của Diệp gia. Chịu tội thay cho người khác, chết rất thảm. Vợ của hắn cũng bị hại chết. Chỉ còn lại một mình hắn cô đơn lẻ loi một mình. Vì thế Diệp Minh tiếp tục bị Diệp gia ức hiếp. Hắn có thể trưởng thành đã là may mắn lắm rồi. Còn có chuyện như này ư? Tin tức này là do người ở trong tộc Diệp gia để lộ. Không được, không thể nào giả được. Sau đó trong buổi tỉ thí võ nghệ, Diệp Minh nói chuyện này ra ngoài. Vì thế mọi người mới biết chuyện. Vậy ư? Diệp phủ. Lào, rót. Cạn đi. Vạn chúng, huyết y nầu bên đó thế nào rồi? Đại ca yên tâm, huyết y nầu đã nhận nhiệm vụ. Có điều, con số không hề nhỏ, phải 1000 thần chất cấp. Cái giá này không hề rẻ. Có điều, bọn họ chịu nhận thì tốt rồi. Tên tiểu súc sinh này quá mạnh. Nghe nói trong tộc ở Xích Dương Môn, nói hắn lại thăng cấp rồi. Hừm, hắn thăng cấp tới đây cũng không bằng một ngón tay của Tử Thánh. Nếu như Tử Thánh ở đây, chúng ta đâu cần phải mất tiền oan uổng như vậy. Một nữ không biết điều, để Diệp Minh trừng trị chúng cũng không sao. Mối thù giết cha giết mẹ, Diệp Minh nhất định sẽ báo, ta không nên can dự vào. Phong Diệp Thành. Sư huynh, chỗ này có xứng để tiêu sáng một phen hay không? Đương nhiên rồi, chúng ta thân là nam nhân, có tiền đương nhiên là phải tiêu xài trên người của nữ nhân. Chỗ này không tồi, ha ha. Ta còn tưởng là huynh định mua võ cụ chữ đồ như ta chứ. Võ cụ chữ đồ, cái đó rất là cần thiết. Chúng ta tới quốc đồ mua là được. Còn bây giờ, các ngươi phải hầu hạ huynh đệ của ta cho tốt, ha ha. Vị thiếu gia này, lại đây đi. Không phải thiếu gia, vẫn còn là sử nam đấy chứ. Đừng sợ linh tinh. Đừng động vào chỗ đó của ta. Chủ nhân, Long Dương chi khí rất là quý giá. Bây giờ hoang phí sẽ có ảnh hưởng tới tu luyện sau này. Sư huynh tự hưởng đi, ta ra ngoài hóng gió. Tiểu tử này thôi bỏ đi. Vậy thì ta phải vui chơi vài hôm mới được. Ây, xấu xa quá, công tử đừng vội. Không có việc gì làm cả. Chẳng mấy khi tới Phong Diệp Thành đi thăm Minh Thái huynh muội một chuyến. Không hổ danh là khinh thương thế gia, quả nhiên là rất giàu có. Vị công tử này xin chào, xin hỏi công tử tìm ai? Ta tìm Minh Thái và Minh Châu, phiền người thông báo một tiếng. Diệp huynh đệ, không ngờ ngươi lại tới đây, ta vui quá đi. Minh huynh, vết thương trên tay huynh là sao? Không sao, ta tỉ võ, với người ta bị thương một chút mà thôi. Mau vào trong ngồi đi. Diệp huynh đệ, không biết gần đây ngươi như thế nào? Công tử không hay rồi, đám người đó. Diệp huynh, đại cứ ngồi đi, ta ra ngoài xử lý chút chuyện. Chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau. Minh Châu tỷ, Minh Thái huynh sao thế? Mấy chuyện của tôi không thể tiếp đãi Diệp đệ tử tế thật là ngại quá. Minh Châu tỷ, mặc dù chúng ta quen biết không lâu, nhưng cũng từng giết thủy phỉ cũng coi như là hoạn nạn chi giao. Bây giờ ta tới thăm hai người, Minh Thái huynh còn chưa ngồi được một lúc đã vội vã rời đi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi đừng để bụng, chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Minh Châu tỷ, huynh nhà không giấu gì ngươi, Minh gia chúng ta gặp rắc rối lớn, có một đám người đang đợi ở chính viện, đại ca ta tới tiếp đón chúng. Mấy hôm trước huynh đệ chúng ta nhận được một mớ vận chuyển thuốc, chủ nhân là Từ gia ở Phong Diệp Thành. Chúng ta đã đưa thuốc tới đây nhận, kiểm tra hàng thì phát hiện bị người ta đánh cháo. Từ gia rõ ràng đưa cho chúng ta là Hỏa Ngân Thảo, người kiểm tra hàng nói chỉ là Thiên Tinh Thảo.
Tiên tinh thảo không quý giá bằng hỏa ngân thảo, giá trị của hai thứ hơn kém nhau gấp 5 lần. Bình thường tiên tinh thảo có giá hàng vạn linh thạch nhất cấp. Từ Giao nói, chúng ta trao đổi thiên linh thảo, bắt chúng ta bồi thường tiền, thậm chí còn phái cao thủ đánh Minh Thái Huyên bị thương. Còn nói, nếu không đền bù thiệt hại, Từ Gia sẽ xem bằng Minh Gia. Hàng vạn linh thạch đền bù cho chúng, Minh Gia phá sản mất. Người hiểu chuyện đều biết rõ là Từ Gia cố ý bị bợm. Nếu tao đoán không nhầm, thế lực của Minh Gia chắc chắn là không bằng Từ Gia. Từ Gia có võ sĩ tọa trấn, Minh Gia sao bằng được. Hơn nữa, Từ Gia còn liên hôn với một trong tam đại gia tộc ở Phong Diệp Thành là Hoàng Gia. Chúng ta không dám đắc tội Hoàng Gia. Đúng là tới đâu cũng có chuyện của hắn. Minh Châu tỷ, chuyện này giao cho ta xử lý, ta có cách. Lần trước bị thiết cẩu lừa vào chỗ đổ trường, ta nhớ rõ có một người của Từ Gia cũng có ở đó. Hắn thu không ít tiền nhưng vẫn rất là bình thường, chắc là khách quen. Bắc Minh, mấy ngày nay ngươi giúp ta canh chừng đổ trường, nếu hắn tới ngươi báo cho ta. Người này hình như tới thường xuyên hơn chủ nhân tưởng tượng. Biểu ca, mấy hôm trước thu nhiều như vậy, hôm nay chúng ta phải gỡ lại. Chúng ta ra tay cùng lúc, thắng sạch tiền của bọn chúng không hề khó. Đúng thế, lâu rồi không phối hợp, hôm nay phải chơi thật đã. Ây ô, đây không phải là Từ huynh hay sao, hôm nay cũng tới đây chơi à? Hắn là ai vậy, huynh quen với hắn à? Thời gian trước hắn cũng tới đầu trường, hình như là thắng không ít, cuối cùng vẫn vào dưới tay của Chu Hóa Long. Đồ kỹ không hề kém. Đồ kỹ tốt thì đã sao, chỉ cần hai chúng ta ra tay, không ai có thể thắng được. Chúng ta cùng vào trong đi. Nếu như huynh đệ có hứng thú, vậy thì chơi. Ông chủ Chu, cái tên họ Diệp lại tới phá. Cái gì, lần trước hắn thắng bao nhiêu võ quân tệ vẫn chưa thỏa mãn hay sao? Lại dám tới nữa. Ta đi gặp hắn. Còn chưa ngồi nóng đít, hắn lại tới đây làm gì? Chắc là sợ chủ nhân phá nhà người ta, vì thế mới đến canh chừng. Thôi được rồi, hôm nay ta đến để đối phó với tên họ Từ Chu Hóa Long, đến thì mặc kệ hắn không ảnh hưởng. Ông chủ Chu tới nhanh như vậy, chúng ta vẫn chưa bắt đầu thắng tiền cơ. Không sao, hắn không dám hỗn xược trước mặt của Hoàng gia đâu. Hắn dám tới, ta sẽ thắng sạch gia sản của hắn. Nếu như mọi người đã chuẩn bị, vậy bắt đầu phát bài đi. Ta tấm hồng tam điểm, hai tấm hồng nhất điểm. Bài rất là đẹp, có thể dùng tuyệt sát. Lông mày bên trái xích lên trên, nháy mắt 3 lần, mi giữa rung 1 lần. Có vẻ hắn thiếu hồng tam điểm và hồng nhất điểm, cũng may ta có. Chẳng trách hai người này lại tự tin như vậy, hóa ra là chơi ăn gian, thủ pháp rất là kín kẽ, Chú Hóa Long không thể nhìn ra được. Vậy ta phải làm sao đây? Bỏ đi 3 tấm thủ bài, để cô ta phát tấm bài thứ 3 và tấm bài thứ 7. Bọn chúng muốn gom đủ tuyệt sát địa bài, chúng ta phải gom thêm bài để đẹp đẹp chúng. 4 hồng tam điểm, 1 hồng nhất điểm. Địa bài. Sao có thể như vậy chứ? Ta đã ra hiệu, ngươi phát cho chúng bài trung hạ. Rõ ràng ta đã phát bài trung hạ, sao lại có thể như vậy? Aha, việc thứ nhất toàn quân là bài tốt cũng là may mắn. Chỗ võ quân tệ này là của ta. 4 hồng ngũ điểm, 1 hồng tam điểm. Thiên bài. Cái gì? Thiên bài. Lượt thứ nhất đã xuất thiên bài. Lượt thứ hai bắt đầu phát bài. 4 hồng ngũ điểm, 1 hồng lục điểm, thiên bài. Ta không tin lần này không thắng. 4 hồng lục điểm, 1 hồng nhất điểm, thiên bài. Sao có thể như vậy chứ? Lần nào cũng hơn 1 điểm. Lượt thứ ba tiếp tục phát bài. Ta không tin hắn có thể may mắn mãi được. 3 canh giờ sau, không thể ngờ có thể kiếm được 150 đồng võ quân tệ. Các vị huynh đệ thật là cảm bái.
Biểu đệ, chúng ta đi thôi. Đồ thân của Diệp huynh đệ thật khiến người khác bội phục, ta tự nhận là không bằng. Tổng cộng 20 lượt, mỗi lượt không hơn không kém vừa vặn hơn hai người kia một điểm, cũng khiến ta tiện tay kiếm được một mớ. Rốt cuộc hắn làm thế nào? Đâu có đâu có, Chu huynh mới khiến người khác khâm phục, tiểu đệ không dám nhận. Tiền kiếm được nhanh quá đi, không phải lo lắng thế lực đằng sau đấu trường, dựa vào cái này cũng phát tài. Đồ thuần chỉ là tiểu đạo, thường lực mới là quan trọng nhất, thỉnh thoảng chơi một chút thì được. Đợi đã, hai người vừa rồi đã mai phục ở phía trước rồi. Mỗi lần ta đều cố ý để chúng một điểm để hắn thua sạch, quả nhiên là không chịu để yên. Tiểu tử được lắm, dám liên thủ với Trung Hóa Long ăn tiền của chúng ta. Hôm nay ngươi được hòng sống sót mà rời khỏi đây, nhanh quá. Dầm. Ủa, chạy rồi. Người này không phải là biểu đệ của tên họ Hoàng kia sao? Hắn bỏ mặc chạy rồi, không thèm nhìn đến một cái. Nếu như hắn chậm một chút, sợ là đã bị chủ nhân giết chết rồi. Bỏ qua tình cảm, chạy thật nhanh mới là quyết định đúng đắn. Người còn lại này giả sống giờ chết, chủ nhân định làm gì? Bọn chúng không những hãm hại Minh Thái huynh muội, còn định giết ta cướp của. Vừa rồi một chiêu đủ dọa hắn sợ rồi, cái này ném đi. Hắn có nhiều tiền quá, ta bị thắng lớn, ban nãy vẫn còn lại 15 đồng võ quân tệ. Đồng võ quân tệ này là cái gì vậy? Đó là một tôn tệ, một đồng có thể đổi được 15 đồng võ quân tệ. Cơ thiên bằng năm đó là thông thiên thần thổ nhị tổng quản, trên người của hắn cũng có mấy trăm đồng võ tôn tệ thôi. Mấy trăm đồng võ tôn tệ? Hay thiếu gia, ta đã phụng sự cho Minh gia mấy chục năm, người thật sự là muốn bỏ rơi lão nô. Minh gia ta gặp phải kiếp nạn này, ta không nuôi nổi các ngươi. Người cầm theo chút tiền này về quê an dưỡng tuổi già đi. Minh huynh, ta vừa thấy người hầu xách tay nải rời khỏi đi, rời đi là chuyện gì vậy? Ta đã đền 1 vạn linh thạch nhất cấp cho Từ gia. Minh gia bây giờ chỉ còn là tiểu môn họ, không nuôi nổi người hầu nữa. Trong này có 30 đồng võ quân tệ, đừng hỏi từ đâu ra, đừng nói cho ai biết. Diệp huynh đệ, ta Minh Thái huynh, Minh Châu tỷ, ta đi trước đây, có duyên gặp lại. Chuyện này đa tạ Diệp huynh đệ, huynh muội ta cảm kích vô cùng. Từ gia ăn chặn tiền của Minh gia, cuối cùng vẫn trả về tay Minh gia, cảm giác này thật tuyệt. Công đức bia. Hạt giống Hạo Thiên được kích hoạt rồi. Lý Huyền Cơ nói hạt giống này cần có phẩm hạnh mới được kích hoạt, không ngờ lại nhanh như vậy. Diệp Minh giúp Minh gia huynh muội, nghĩa tử tương đương đầu, công đức bia kích hoạt. Diệp Minh sau này chính thức trở thành Hạo Thiên giáo đồ, công đức bia Hạo Thiên giáo đồ. Chủ nhân hành sự phải cẩn thận, thân phận này không thể để cho người khác biết được. Ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm gì. 3 ngày sau, Diệp huynh đệ. Mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu vậy? Thế nào, có vui không? Vui lắm. Có điều không bằng sư huynh khoái lạc sung sướng mấy ngày nay. Đâu có đâu có, bây giờ chúng ta đáp thuyền tới tới quốc đô mua võ cụ chữ vật thôi. Tiên thiên dịch cân kinh đã tu luyện xong, với cường độ cân kinh của ta bây giờ thi triển liên tục 20 lần thuấn mộ cũng không thành vấn đề. Hôm nay chủ nhân ngày đêm tu luyện, vì thế có hiệu quả đương nhiên ạ, là điều hiển nhiên. Cơ bản bồi nguyên huyết khí cân mạch của võ đồ cảnh đều đã hoàn thành rồi, tiếp theo đã tới lúc dùng đến thiên chính đoạn cốt kinh luyện cốt rồi. Quách Quách Minh trông ngơ như sắp đánh người vậy. Cúc xương này, thiên chính đoạn cốt kinh, đó là gì hả? Đúng thế, vật này chính là thiên chính đoạn cốt kinh, không giống như những cái gậy bình thường,
nó được nhập cốt tủy trực tiếp từ nguyên lực đặc biệt, hiệu quả luyện cốt cực cao. Nhược điểm là hơi đau một chút, chủ nhân cố gắng chịu nhé. Bốp, ý đau quá. Cái này mà nào đau một chút hả? Đau tới tận xương cốt, thậm chí còn đau vào tận xương cốt, còn đau vào tận cốt tủy cốt, đúng là muốn lấy mạng người ta. Thiên tốt đoạn thiên chính đoạn cốt kinh là người sáng lập thần sơn vĩnh hằng, vĩnh hằng đại đế sáng tạo ra, là đoạn cốt kinh thư đẳng cấp nhất nhất trên thế gian. Nếu chủ nhân không chịu được thì đổi cuốn kinh thư khác. Vĩnh hằng đại đế chứ không phải là tu luyện kinh thư của thông thiên thần thó hay sao, sao giờ lại chuyển thành vĩnh hằng đại đế? Võ đồ cảnh chú trọng cơ sở tu luyện mới bước đi được rất quan trọng. Chia thành bồi nguyên, luyện huyết, luyện cân, luyện cốt, luyện tủy, luyện tạng, vân vân, đều có hỗ trợ nhất định cho cơ sở tu luyện. Mỗi một giai đoạn tương ứng đều có tiểu công pháp bổ trợ. Tiểu công pháp bổ trợ đẳng cấp nhất chia thành bồi nguyên cảnh chi tối, thông thiên hần thổ kiểu kiểu chuyển bồi nguyên kinh, luyện huyết cảnh chi tối, bất khiếu thần điện thiên sát bộ, luyện cân cảnh chi tối, thông thiên thần thổ thiên dịch cân kinh, luyện cốt cảnh chi tối vĩnh hằng thần sơn, thiên chính đoạn cốt kinh, luyện tủy cảnh chi tối vĩnh hằng thần sơn âm dương tẩy tủy kinh, luyện tạng cảnh chi tối ngũ đại hoàng triều ngũ hành tạng kinh. Chẳng trách phương thức tu luyện khác xa như vậy, thì ra mỗi bộ kinh thư đều là tiểu công pháp mạnh nhất của các thế lực đẳng cấp. Đúng thế, cho tới bây giờ chủ nhân đã luyện được đến tiểu công pháp tốt nhất trên thế gian rồi. Nếu như chủ nhân không chịu đựng được đau khổ, có thể từ bỏ thiên chính đại cốt kinh. Không cần đổi chứ, cứ luyện cái này đi. Tới đi Bắc Minh. Bụp 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 bụp. Tiếp tục. Dầm. 10 ngày sau, sư đệ chúng ta tới quốc đô rồi. Sư đệ, trông sắc mặt của ngươi có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng cơ thể lại sung mãn. Sức mạnh này là sao? Hơn nữa, sao ngươi lại đột phá luyện cốt nhanh như vậy? Đã đạt tới võ đồ tối trọng luyện tủy rồi. 10 ngày nay, ngày nào cũng bị Bắc Minh tẩn từ sáng đến tối, lại tẩn từ tối đến tối, từ tối đến tối mịt, đến sáng hôm sau. Suýt chút nữa thì bị đánh chết rồi, cũng may cuối cùng cũng qua được. Đi thôi, đi mua không gian võ cụ. Yên quốc quốc đô. Tiêu tốn hết sạch tiền đổi lại cái thứ nhỏ bé này. Nghèo rồi, mau đi làm nhiệm vụ thôi. Đúng thế, vốn định dẫn ngươi tới vương đô chơi một chuyến, không ngờ ngươi lại nghèo như vậy. Hay là chúng ta tới thần võ đường xem sao đi. Thần võ đường do Thanh Long Hoàng Triều xây dựng nên, phạm vi thế lực bao trùm khắp thiên nguyên đại lục. Chỉ riêng ở Yên Quốc đã có mười mấy đường khẩu chuyên môn phụ trách tiếp nhận và ban bố nhiệm vụ cá nhân. Tông môn ban bố nhiệm vụ chủ yếu để rèn luyện đệ tử là chính, độ nguy hiểm không cao, phần thưởng đương nhiên là cũng ít. Nếu muốn kiếm tiền lớn phải nhận nhiệm vụ cá nhân ở đây. Tìm kiếm thiếu nữ bị bắt cóc, phần thưởng 20 linh thạch chất cấp. Tìm kiếm kẻ phụ tình đàn bạo, phần thưởng 70 linh thạch chất cấp. Tìm kiếm thê tử ngoại tình, 130 linh thạch chất cấp. Những cái này là cái gì vậy? Độ khó của nhiệm vụ nhất cấp không cao, vì thế phần thưởng cũng không cao, vì thế chỉ là những chuyện vặt mà thôi. Muốn tìm tiền lớn phải bắt đầu từ nhiệm vụ tam cấp. Nhiệm vụ tam cấp của phần thưởng nhiệm vụ tam cấp cao quá. Nhiệm vụ tam cấp tiến tới khu rừng yêu thú bắt một con yêu thú ngũ cấp, chỉ cần tham gia đều nhận được 50 đồng võ quân tệ. Sau khi hoàn thành sẽ được nhận thêm 100 đồng võ quân tệ. Người sống sót được chia đều tiền thưởng của người bị yêu thú giết hại. Nhiệm vụ này đủ ác, chỉ cần tham gia sẽ được 50 đồng võ quân tệ. Nếu tính ra, dụng kim tương đương với nhiệm vụ cấp 4 thậm chí là cấp 5. Có tổng cộng 10 người tham gia, đến cuối cùng chỉ còn lại một người, vậy người này sẽ giành được 1.500 đồng võ quân tệ. Chỉ quy tắc này, sát khí đủ dựng tóc gáy, đúng là đủ ác.
dụng kim nhiều chưa chắc là đã có mạng dùng tới. Ngũ cấp yêu thú thực lực tương đương với võ tông, người ban bố nhiệm vụ chỉ là tứ cấp trận pháp đại sư, cũng chỉ có chiến lược đại võ sư. Nhiệm vụ quá nguy hiểm, chúng ta đổi nhiệm vụ khác đi. Chủ nhân định nhận nhiệm vụ này ư? Ta không muốn chết. Ngũ cấp yêu thú quá đáng sợ, cho dù có thân bộ cũng không được. Nếu ta có thể đảm bảo an toàn cho chủ nhân có nhận hay không? Quả nhiên, người chết vì tiền, cuối cùng vẫn giấu sư huynh nhận nhiệm vụ này. Đây là chỗ nhận nhiệm vụ phải không? Những người này đều tới nhận nhiệm vụ, người mang mẫu nhiệm vụ hình như vẫn chưa tới. Bắc Minh, đó là ngũ cấp yêu thú, ngươi có đảm bảo nó an toàn hay không đấy? Ta có thể gây ảo giác trong đầu của yêu thú, dẫn nó tới bên trong trận pháp. Chủ nhân cứ yên tâm đi. Sư muội đừng tức giận. Ta chỉ nói với Ngọc Thiên Thiên một câu thôi mà, đâu có gì. Không có gì hả? Mắt huynh sáng trưng lên, cô ta đẹp như vậy, huynh chưa bao giờ nhìn thấy ta như vậy. Bà cố lội, mắt muội là thần à? Sư phụ mời Ngọc Thiên Thiên tới chỗ để hỗ trợ, là khách quý, chúng ta phải chăm sóc người ta không phải hay sao? Hơn nữa, người ta là đệ tử tinh anh của Âm Dương Giáo, làm gì để mắt tới ta? Hừm, Âm Dương Giáo đệ tử thì có gì ghê gớm, thế nhất môn chúng ta cũng đâu có kém. Làm nơi cãi nhau thật là thú vị. Bốp, đồ tiện nhân, ngươi cười cái gì? Ngươi, một nữ tiện dân, có gì vui mà cười? Có vẻ người đã tới đông đủ rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Chuyện gì mà tức giận vậy? Sư phụ, Ngọc tiểu thư, hừm. Ta giới thiệu một chút, lão phu tiểu á phu, trưởng lão thiên nhất môn. Hai đệ tử này là nhị đệ tử của ta, Lưu Tuấn Giật, tam đệ tử Bao Trình Trình. Vị này là đệ tử của Âm Dương Giáo, Ngọc Thiên Thiên tiểu thư. Ngọc tiểu thư thả trường mày mối trận pháp, là trợ thủ lão phu mà tới đây. Triệu tiên sinh, ta muốn biết 50 đồng võ quan tệ bao giờ thì đưa cho chúng ta. Phải bắt lại ngũ cấp yêu thú nào? Võ quan tệ là sau khi tới rừng yêu thú mới đưa. Còn bắt loại gì? Là một con yêu thú băng thú ấu niên. Cái gì? Nguyên băng thú? Nguyên băng thú thành niên là thất cấp yêu thú, cho dù là ấu niên cũng phải là ngũ cấp yêu thú. Hơn nữa, nguyên băng mẫu thú có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào, căn bản là không thể sống sót. Ta không nhận nhiệm vụ này nữa. Không được, các ngươi đã tới rồi, đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Chuyện này, thiếu áo phu nào đã võ sơ, phản kháng chỉ có mất mạng. Đáng ghét thật, bị lừa lên thuyền của giặc rồi. Nếu không nguy hiểm, lão phu dám lấy 1.500 đồng võ quân tệ cho các ngươi hay sao? Đó là một nửa tích lũy của lão phu, chỉ cần bắt được nguyên băng ấu thú, tất cả đều đáng. Đúng là nhận nhiệm vụ rồi, không được bỏ giữa chừng. Nhưng nhân phẩm của các ngươi khiến ta nghi ngờ, các ngươi có đáng tin hay không vậy? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu chẳng may các ngươi không được số tiền còn lại, chúng ta tìm ai đòi? Tiểu tử, ngươi không tin ta ư? Đơn giản, 150 đồng võ quân tệ, phải trả hết một lần. Dù sao chúng ta cũng không chạy thoát. À, cũng được, thể hiện thành ý của ta sẽ trả trước cho các ngươi. Tiểu tử này ngốc thật, nếu như không chạy nổi, vậy 150 đồng võ quân tệ này, trên người của hắn đâu có khác gì. Ánh sáng màu đỏ này là gì vậy? Đó là linh khí ngưng tụ. Bên trên võ đồ là võ sĩ, đạt tới võ sĩ cảnh, trong thời gian ngắn có thể thúc đẩy nguyên khí kình mô phỏng linh khí. Bên trên võ sĩ là võ sư, bát cấp võ sư có thể chế ngự linh khí, phá không phi hành, đạt tới đại võ sư giai đoạn, uy lực tăng lên một tầng, có thể đưa số lượng vật phẩm lớn phi không. Người này có thể phát ra hồng quang, chứng tỏ đã luyện hóa linh khí hệ hỏa. Lát nữa tới địa điểm, ta sẽ bài bố phục thú đại trận. Các ngươi sẽ do Lữ Tuấn Giật dẫn đầu tiến vào khu rừng yêu thú.
dùng mọi cách dẫn dụ huyền băng ấu thú vào trận pháp. Đây, 150 đồng võ quân tệ là của các ngươi. Tiền, đi cũng nhanh, tới cũng nhanh. Cái đó là không gian võ cụ. Tiểu tử này, nhiều tiền quá, ha ha. Nhiệm vụ hoàn thành, tìm cơ hội xử lý hắn. Có trách thì trách. Mạng hắn không tốt, mạng hắn không tốt. Một tên võ đồ, tới đây khắc nào là tìm chỗ chết. Sư muội nhìn xem, những người này quá ngu ngốc. Đúng thế, băng huyền tiễn của băng không thú các ngươi không thoát được đâu. Cho dù cuối cùng bắt được huyền băng thú thì đã sao, sư phụ cũng không thể để chúng cầm võ quân tệ sống sót rời khỏi đây. Từ khoảnh khắc nhận nhiệm vụ, các người đã không còn được sống sót nữa rồi. Bác Minh, tình hình có vẻ bất lợi. Có vẻ bọn chúng định ra tay trước với ta. Bọn chúng định cướp võ quân tệ, sau đó rời khỏi khu rừng yêu thú. Đáng tiếc, trên người bọn chúng đã bị Thiệu Á Phu hạ linh khí lạc ấn. Cho dù tại tới đâu cũng sẽ bị tìm thấy, đến cuối cùng vẫn là bị Thiệu Á Phu giết sạch những người tham gia. Ta cũng sẽ bị ông ta giết. Tiếp theo phải làm sao đây? Trốn khỏi đây ư? Vì sao phải trốn? Trên người ông ta có không ít đồ tốt. Chúng ta phải lợi dụng huyền băng mẫu thú, giết chết bọn chúng. Nếu không ta cũng không thể. Nếu không ta cũng không khuyên chủ nhân nhận nhiệm vụ này. Ngươi nói cái gì giết hết bọn chúng? Nếu như Thiệu Á Phu và đám người tham gia muốn chủ nhân sống sót, vậy thì giết chúng là được. Dựa theo tập tính của huyền băng mẫu thú, mỗi tháng nó sẽ rời khỏi sao huyệt một ngày, tới nơi hàn băng địa phế để tu luyện. Thiệu Á Phu muốn nhân cơ hội này bắt huyền băng ấu thú, nhưng ông ta không biết rằng hàn băng địa phế chỉ cách sao huyệt của huyền băng ấu thú 100 cây số mà thôi. Trong phạm vi 100 cây số, ta có thể dùng thần niệm giao tiếp với huyền băng mẫu thú. Phú quý đều đặt nấy ở trong tay, đều đặt nấy ở trong nguy hiểm, xông lên. Phụ thú đại trận đã bày xong rồi. Thiên Thiên, mặc dù trận pháp này có thể chống đỡ được lục cấp yêu thú, nhưng huyền băng thú không đơn giản, chỉ sợ nó bạo phát sức mạnh, trận pháp không thể đỡ được. Thiệu bà yên tâm, ta đem theo bá đạo cố trận phù. Xuyên, có trận phù gia cố, huyền băng ấu thú có lợi hại tới đâu cũng không thể đột phá. Trận pháp đã bài bố xong rồi, chúng ta nhanh chóng tìm huyền băng ấu thú. Nhớ kỹ đừng hòng chạy thoát, nếu không các ngươi sẽ sống không bằng chết. Aha, các ngươi mới là đồ ngốc. Bây giờ Triệu Á Phu đang bận rộn bài bố trận pháp. Bây giờ võ quân tệ tới tay rồi, đại gia không chơi với các ngươi nữa. Aha, ta không tin Triệu Á Phu thật sự rảnh rỗi đuổi theo chúng ta tới tận chân trời góc bể. Ngu ngốc. Có yêu thú, khốn kiếp, ở đây sao lại nhiều yêu thú như vậy? Tất cả thú đan không có tác dụng. Ây, súc sinh này, cánh tay của ta, nghiệt súc. Chuyện gì thế này? Nghĩa nào bọn chúng bị yêu thú? Tam cấp yêu thú tử mục nang, hai người vừa bỏ trốn chắc chắn là bị nó xé xác ăn thịt rồi. Không chỉ là tử mục nang, thậm chí còn có tứ cấp yêu thú. Xong rồi, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta cùng nắm chỉ dám nhờ với nhị cấp yêu thú. Một đống ngu ngốc, khu rừng yêu thú này có rất nhiều yêu thú. Con đường này lúc trước đã có nước tiểu của lục cấp yêu thú, bọn chúng không dám lại gần đâu. Mau lên đường đi. Chỗ này là sao huyệt của huyền băng thú, chúng ta tới rồi. Lạnh quá. Cho dù lúc trước ta dùng băng hỏa luyện thể cũng không lạnh đến mức này. Càng gần sao huyệt càng lạnh. Nếu vào sâu ở bên trong không phải là lạnh chết hay không? Các ngươi vào trước đi, dẫn dụ huyền băng thú ra đây. Đừng hòng chạy thoát, nếu không các ngươi chỉ có một con đường chết. Làm thế nào đây? Hay là chúng ta hợp sức giết hắn đi? Nhưng mà không muốn ra ngoài kia lũ yêu thú ăn thịt thì chỉ còn cách này mà thôi. Cho dù chúng ta quay về cũng sẽ gặp phải Thiệu Á Phu. Thôi kệ đi, vào trong đó biết đâu còn có một tia hy vọng. Mấy người các ngươi chuẩn bị đi. Nếu như 5 người các ngươi chết tới lượt các ngươi vậy, nếu như 5 người các ngươi, 5 người gây chết tới lượt các ngươi. Huyền băng yêu thú ra rồi. Wow,
chạy mau thôi, dẫn dụ nó tới trận pháp. Gầm gầm phập. Mẹ ơi, con tiểu súc sinh này chỉ cần một chảo đánh xuống, máu đã đông cứng thành băng. Nhanh lên đi, làm xong vụ này chúng ta về quê cưới vợ. Wow. Phập phập phập. Bác Minh, nó sắp đổi kịp rồi. Sao chủ nhân phải chạy? Ta đã bày huyễn tưởng, ảo giác trong đầu của yêu thú rồi. Nó không nhìn thấy chủ nhân đâu. Ủa? Thế đeo nói sớm. Wow. Ây à, tới nơi rồi. Con súc sinh này nhanh quá. Ta đã sắp chết rồi. Bác Minh, nếu bày xong huyễn tướng rồi, sao ngươi không nói một tiếng với ta? Vừa rồi ta tưởng là sắp chết rồi. Bác Minh tưởng chủ nhân thích đóng kịch. Ta đâu có gan lớn như vậy chứ, dọa ta sắp chết tới nơi. Bác Minh không có tình cảm. Thôi thôi, ngươi không có tình cảm, ta biết rồi. Bác Minh, ngươi có chắc con huyền mang yêu thú này là ấu thú không? Sao nó lại to lớn như vậy? Huyền mang thú sau khi sinh ra cơ thể lớn rất nhanh, nửa tháng đã lớn như vậy rồi. Vừa rồi chỉ là con vừa sinh ra đã 3 tháng rồi, đương nhiên được coi là ấu thú. Chủ nhân, mau thu chiến lợi phẩm đi. Aha, tiếp theo chính là tình tiết nhặt tiền. Dâm. Võ quân tệ tới tay rồi. Chính trình, mọi người đó chắc chắn là gần hết, là chết gần hết rồi. Nếu như có người còn sống sót thì trông chừng cho ta. Xong việc không thể để sót một ai. Sư phụ yên tâm đi, tuyệt đối là không được cá lọt lưới. Có người sống sót là may mắn, là may mắn của họ. Vì sao Thiệu Bao Bá lại phải đối cùng giết tận? 1.500 đồng võ quân tệ, một món tiền lớn. Đám người thân phận thấp hèn không đáng để được có nó. Vù. Sư phụ chính là lúc này. Phục thú đại trận khai. Wow. Con súc sinh này lực đạo mạnh quá. Thiên thiên nhất định là phải giữ chắc trận pháp. Ta biết rồi. Tình hình có vẻ căng thẳng. Bắc Minh, ngươi thông báo cho huyền băng mẫu thú chưa? Đã truyền thông tin tới nó rồi. Huyền băng mẫu thú, con của ngươi bị người ta bắt đi rồi. Huyền băng mẫu thú, con của ngươi bị người ta bắt đi rồi. Huyền băng mẫu thú, con của ngươi bị người ta bắt đi rồi. Vù. Vụt. Ngươi, các ngươi được cùng giết tận, thật là quá đáng. Ha ha. Cả đoạn đường các ngươi đã vất vả rồi, đáng tiếc. Các ngươi không còn tác dụng nữa. Ủa, đó là gì vậy? Đó là Wing. Vù. Xuyệt. Thất giai ma thú huyền băng mẫu thú. Mau chạy thôi. Xuyệt. Wing. Khiên. Hồn kiếp, trận pháp tâm huyết bao nhiêu năm nay của lão phu bị hủy hoại rồi. Súc sinh, ngươi đã đó cho ta, ngày sau ta nhất định là khiến ngươi không được yên ổn. Vù. Gạc. Một tên sống sót, còn lại chết hết rồi. Không ngờ trên người của nữ tử đó lại có khiên phù. Có chút đáng tiếc, trên người cô ta có nhiều đồ tốt như vậy, nhưng không để lại gì.
Vậy bây giờ phải làm sao đây? Đi gặp Huyền Băng Thú. Nó còn nợ ta một ân tình, phải trả cho chủ nhân. Ta đi nói chuyện với nó ư? Liệu có quật cho ta một phát chết không? Huyền Băng huynh, xin chào. Ta là Diệp Minh, con của ngươi không sao chứ? Ngươi nói chuyện với ta lúc trước không phải là ngươi, ngươi quá yếu ớt. Đúng thế, đó là sư tôn của ta, có điều ông ấy bận rộn nên không có thời gian. Nếu không đạo đích thân ra tay cứu con của ngươi. Vậy thay mặt ta biểu đạt thành ý với sư tôn của ngươi, nếu không phải ông ấy truyền tin kịp thời, con của ta đã bị kẻ xấu bắt đi rồi. Nó bị huấn luyện thành chiến sủng đáng thương, như thế ta sẽ mãi mãi không tha thứ cho bản thân. Lạnh quá. Cho dù thế nào, ân tình này ta nhất định là sẽ báo đáp. Sư tôn của ngươi không ở đây, vậy ta sẽ báo đáp cho ngươi. Xin được khách sáo, cứ việc đưa ra yêu cầu, chỉ cần ta làm được, ta nhất định là sẽ cố gắng thực hiện. Nếu ngươi đã cố chấp như vậy, ta hy vọng có thể vào Hàn Băng địa phế tu luyện Hàn Băng luyện thể chi thuật. Chuyện này đơn giản, ngươi muốn luyện bao lâu cũng được. Những thứ trên người của mấy kẻ đã chết cũng có tác dụng với ngươi. Ngươi mau nhận lấy đi. He he. Huyền Băng huynh rất là phóng khoáng, để hết lại cho ta. Đẳng cấp không giống, những cái này không có tác dụng với nó. Aha, miếng ngọc bộ này là không gian chữ đồ của triệu Á Phu, bên trong có không ít đồ tốt. Chủ nhân, chiếc nhẫn này có cấm chế, muốn phá cấm chế phải tu luyện tới võ sư giai đoạn, dùng linh khí để mở nó. Thế ư? Vậy ta cứ cất nó đi trước. Phục thú đại trận, có trận kỳ trận bàn đều rất là đáng tiền, nhặt hết đi. Aha, chuyện này ta chuyên nghiệp lắm, cái nào lấy được ta sẽ không để sót đâu. He he, bội thu Huyền Băng huynh, ta thu nhập xong rồi. Nhanh quá, nhanh hơn triệu A Phu gấp vạn lần. Đây là chỗ bình thường ta tu luyện, bao giờ ngươi không kiên trì được nữa thì kêu ta một tiếng, ta sẽ ra tay. Vậy thì làm phiền Huyền Băng huynh rồi. Ngươi luyện cốt đại thành, bây giờ là lúc luyện tủy. Chỗ này là nơi âm hàn chi địa, rất phù hợp để luyện âm dương tẩy tủy kinh. Bắc Minh, nhớ nào ngay từ khi bắt đầu nhận ủy thác này, ngươi đã có chủ ý này hay sao? Đương nhiên, chỉ là tranh võ quân tuệ, đâu có đáng để ta phải bỏ nhiều công sức như vậy. Hàn Băng phế địa mới là quan trọng với chủ nhân nhất. Đầu tiên phải dựa theo miêu tả ở trong sách, hấp thu hàn khí vào trong cơ thể. Lạnh quá, huyết dịch dường như bị đóng băng lại rồi. Tiểu công pháp âm dịch kinh thuộc loại khó luyện nhất, nhất định là phải rèn luyện cơ thể ở nơi cực hàn, như thế mới đạt được thành công. Ta chỉ có thể đảm bảo chủ nhân không bị đông cứng, đau đớn là không thể tránh khỏi. Tiếp theo, chủ nhân cần dẫn nhật hàn khí nhập cốt tủy được. Tu luyện phải từ từ, con người sao phải khổ sở như vậy. 9 ngày sau, chí âm tẩy thủy đã xong rồi, cuối cùng đã hoàn thành rồi.
đã tới lúc trở về. Yến quốc vương đô rồi. Quỷ mang huynh, các ngươi làm gì vậy? Không có chuyện gì, trong lúc tu luyện không cẩn thận nên bị căng cơ. Tiểu tử này luyện suốt 9 ngày 9 đêm, mỗi lần đang ngủ lại bị hắn hét giật mình tỉnh dậy. Cuối cùng hắn cũng đi rồi. Nếu ngươi đã đi, nếu ngươi đã đi, vậy ta tiễn ngươi một đoạn. Vù, Diệp Minh, có thời gian tới khu rừng yêu thú làm khách. Ngươi mãi mãi là bạn của ta. Nhất định, đa tạ Huyền Băng huynh. Yến quốc vương đô, tiểu tổ tông của ta, cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Mấy ngày nay ngươi đã đi đâu vậy? Làm ta lo muốn chết. Ta nhận nhiệm vụ mới đã hoàn thành rồi, sư huynh, khi nào chúng ta về? Ra ngoài lâu như vậy, có phải là nhớ tu nan môn được tu nan môn hay không? Hôm nay sẽ về. Nói đúng ra để vẫn là người mới, ra ngoài lâu như vậy không hay lắm. Để sư huynh đã đâu rồi, không tạo lỗi một chút là không được. Chuyến về chúng ta thoải mái một chút. Khởi. Trời đất, sư đệ đã phát tài rồi hả? Dám mời ta ngồi phi thiên kiệu. Chiếc kiệu này đều là bắt cấp võ sư, bay một chuyến chắc phải 6 đồng võ quan tệ. Ta thưởng cho huynh một chút mà, lần nào cũng là sư huynh mời, ngại quá. Lần này không phải chỉ là phát tài. Trước khi tìm sư huynh, ta còn đi tới tiệm cầm đồ, cầm cố tất cả những tạp phẩm thu hoạch được lần này. Cầm cố hết. Mẹ ơi, có khách quý tới. Bây giờ trong chiếc nhẫn này có hơn 6.000 đồng võ quan tệ. Đây chính là cảm giác có tiền. Sư đệ, có phải mấy ngày nay đã đi làm nhiệm vụ không cảm giác đột phá lên nhiều? Thật ư? Vậy sư huynh mau về tu luyện đi. Mẹ ơi, là phi thiên kiệu, còn tưởng đã nhân vật nào tới nữa chứ, hóa ra là đệ tử ngoại môn mới tới. Đúng là xa xỉ, đệ tử ngoại môn từ bao giờ có nhiều tiền như vậy? Nhất thập tam, mục tiêu đã xuất hiện, không uổng công ta chờ đợi suốt một tháng. Nhị thập cửu, ngươi nghĩ mục tiêu thế nào, chúng ta có khả năng giết hắn hay không? Luận tu vi, người này chắc chắn là võ đồ thất trọng, chúng ta là thập kình trọng. Thập trọng ngưng kình, giết hắn không thành vấn đề, nhưng ta có cảm giác hắn rất nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận hành sự. Ha ha, với số đồng võ quân tệ bây giờ của ta, ngày nào cũng ăn thịt yêu thú. Hôm nay phải ăn bù lại những ngày trước đây không dám ăn. Ăn cho đã thì thôi. Ngươi nhìn xem, lại có người theo đuổi nữ đệ tử ngoại môn. Nữ đệ tử lần này hình như là Tôn An. Gần đây người theo đuổi cô ta phải tới hơn 40 người, thậm chí còn có đệ tử nội môn đều đã bị từ chối. Tôn An. Wow, người theo đuổi Tôn An lần này là ngoại môn bảng đệ nhất Thẩm Thiếu Nông. Nhậm Thiếu Nông cũng không biết có thành công hay không. Trầm Ngư Lạc Ngạn, Bế Nguyệt Tu Hoa trong cổ điển, trong điển cố. Quốc Sắc Thiên Hương chính nào nói Tôn An sư muội. Sư huynh quá khen, người đột nhiên ngồi ở chỗ ta còn nhiều đồ ăn như vậy, không phải chỉ để khen ta đấy chứ? Đương nhiên là không, ta sẽ nói thẳng, Nhậm Thiếu Nông ta thích nuôi. Bây giờ muội phải trả lời ta, có muốn là nữ nhân của Nhậm Thiếu Nông ta hay không? Nếu như ta không đồng ý thì sao? Ha ha, ta là ngoại bảng đệ nhất, Nhậm gia lại là thanh đồng thế gia ở Yến Quốc. Với tiềm lực của ta, trở thành đại võ sư chỉ là chuyện sớm muộn. Điều kiện như thế vẫn chưa xứng với muội hay sao? Thanh đồng thế gia thì có gì ghê gớm? Ngoại môn bảng đệ nhất có gì mà ghê gớm? Xin lỗi, ngồi lùi lại phía sau cho ta. Ngươi tới làm gì? Ta nhớ cô.
Tiểu tử, lập tức biến mất cho ta. Nếu không ta đảm bảo, ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nếu như ngươi nghĩ đệ nhất ngoại môn bảng có gì ghê gớm, đáng để kiêu ngạo, vậy hôm nay Diệp Minh ta sẽ đánh với ngươi và sự kiêu ngạo của ngươi. Diệp Minh kẻ đánh bại Chu Cuồng, mặc dù thực lực của Chu Cuồng không bằng ta, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tiểu tử này thực lực không thể xem thường, rất tốt. Ngươi đã là người chết rồi. A ha, đến Nhậm Thiếu Nông này rộng lượng phết, để lại cho chúng ta bao nhiêu nào đồ ăn. Có điều một chút thịt yêu thú như này đâu để tu đâu được đủ đâu đủ để tu luyện. Tôn An thử hóa long yêu lưỡng này xem đi, cái này đại bổ rất tốt cho tu luyện. Ngươi đuổi Nhậm Thiếu Nông đi, đồ ăn hắn vẫn chưa trả tiền đâu. Vậy càng tốt, ta muốn mời sư muội ăn. Tiểu táo từ lâu rồi nhưng không có cơ hội, vừa hay gặp đúng chuyện này, bữa nay ta mời. Diệp Minh, người cũng không tồi, rất có tiềm lực. Hơn nữa ta không ghét ngươi, nhưng mà ta không thể ở cạnh ngươi được, nếu không sẽ làm hại ngươi. Vì sao? Mọi người đều là người có học, người học võ, có gì thì nói thẳng đi, ta muốn xem sư muội dọa ta được hay không. Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong ra ngoài nói chuyện. Diệp Minh, ngươi ngồi đi. Thơm quá. Chẳng ra gì cả, người còn thế này ta sẽ mặc kệ ngươi đó. Tôn An, ta đang nghe đây. Từ khi vào Xích Dương Môn, Lam đệ tử muốn làm quen với ta không phải là 100 người, cũng phải 80 người. Ngươi chỉ là một trong số đó. Lam đệ tử mới vào được bao lâu, đã có người nhòm ngó nhan sắc của Tôn An. Xem ra sau này ta phải cẩn thận hơn. Có điều ta cảm giác ngươi không giống với bọn họ. Đầu tiên tư chất của ngươi tốt nhất trong số họ, ít nhất là tốt hơn ta. Phu quân của ta nhất định là phải người mạnh hơn ta, điểm này rất là quan trọng. Ta cũng chỉ mạnh hơn sư muội một chút mà thôi, thực ra cũng không nhiều. Quan trọng là mặc dù ngươi giống bọn họ, bị vẻ bề ngoài của ta hấp dẫn, nhưng trong mắt của ngươi ta vẫn thấy sự tôn trọng, những người khác chỉ thấy sự chiếm hữu. Diệp Minh, cảm ơn ngươi đã tôn trọng ta. Ta không biết hóa ra mình lại tốt đẹp như vậy. Hai điểm trên là tiền đề để ta làm bạn của ngươi. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Muốn Tôn An ta trở thành nữ nhân của ngươi, ít nhất ngươi phải làm ba việc. Việc thứ nhất, ngươi phải đoạt tiềm năng bảng đệ nhất. Tiềm năng bảng là võ đạo thịnh hội mà hàng trăm quốc gia cùng hợp lực tổ chức ở Yết Quốc. Người tham dự đều là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ cần xếp hạng tiền nhị thập tiền ở Long bảng đã được coi là có vị trí ở trong tiềm năng bảng rồi. Hơn 100 quốc gia có hàng vạn cao thủ cùng cạnh tranh, nếu như muốn vượt qua tất cả chắc chắn là vô cùng khó khăn. Việc thứ hai, ngươi phải bái nhập đại giáo trước năm 18 tuổi, đồng thời trước năm 20 tuổi trở thành đệ tử Hát Tâm, hoặc là vào Ngũ Đại Học Viện trở thành học viên tinh anh ngũ cấp. Chủ nhân đệ tử Hát Tâm của đại giáo, đệ tử tinh anh ít nhất là cũng phải cảnh giới võ tông. Cô ấy muốn chủ nhân trước năm 20 tuổi trở thành võ tông, võ công. Việc thứ ba, ngươi phải trở thành võ quân. Hơn nữa, võ hồn của ngươi phải là võ hồn nhất phẩm. Muốn trở thành võ quân nhất định là phải ngưng tụ nguyên thần võ đạo. Nếu như trong giai đoạn võ quân võ hồn nhất phẩm, vậy sẽ có khả năng 100% trở thành võ tôn. Được, ta đồng ý. Việc thứ ba, thực ra là muốn ta trở thành võ tôn, phải có thế lực mạnh mẽ đằng sau có phải không? Ta biết ba chuyện này đối với ngươi rất khó, nhưng nếu ngươi làm được, nhưng nếu ngươi không làm được, nếu ở cùng ta sẽ gây hại cho ngươi. Ở cùng ta sẽ rất nguy hiểm. Nguyên nhân cụ thể đợi ngươi hoàn thành xong việc thứ nhất, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, mặc dù ba việc chưa thể hoàn thành, nhưng nếu đã đồng ý, cô cũng coi như là bạn gái của ta rồi chứ? Có điều nhất chị. Có điều nhiều nhất chỉ được cầm tay thôi, không được làm chuyện khác.
không cho phép làm những chuyện khác. Là chuyện gì vậy? Đáng ghét. Xấu hổ như vậy càng khiến người ta thích thú. Ngưng kết. Ngươi là ai? Dạ mục. Bị che mất tầm nhìn rồi, không thấy gì hết. Bác Minh, nói cho ta biết hành tung của hắn. Chủ nhân, xung quanh có hai sát thủ mai phục, đều là võ đồ thập trọng. Phía trước bên trái, 20 năm bước, trong tay có ám khí, ra tay rồi. Chủ nhân, chỉ dựa vào Bắc Minh, nó vị trí sợ là không phản ứng kịp. Ta nghĩ nên rời khỏi đám khói đen này trước. Chỉ là đám khói đen mà thôi, nổ tung là được. Võ quân tệ. Là ai đang đối phó với ta? Diệp Vạn Thắng, Nhậm Thiếu Long, Hoàng Nguyên Đấu. Cho dù là ai, tóm lại phải giải quyết từng tên một. Ủa, đó không phải là ngoại môn Túc Mười hay sao? Hình như hắn đang đi tới ngoại điện. Lẽ nào hắn định khiêu chiến, qua đó xem. Cũng không biết hắn muốn khiêu chiến ngoại môn bảng vị trí thứ mấy. Diệp Minh, lần này ngươi muốn khiêu chiến ai? Đại nhất ngoại môn bảng, Lâm Thiếu Long. Thực lực của Nhậm Thiếu Long rất là mạnh, sắp đột phá võ đồ. Bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành võ sĩ tấn thăng nội môn. Ngươi chắc chắn là muốn khiêu chiến hắn. Đúng thế, thời gian là sáng mai. Được, ngoại môn bảng đệ nhất, mỗi tháng đều có 1 vạn điểm công hiến, 1 viên nhân nguyên đan. Nếu ngươi khiêu chiến thành công, có thể giành được 2 vạn điểm công hiến, 12 viên nhân nguyên đan. Trời ơi, hắn muốn khiêu chiến Nhậm Thiếu Long. Nhậm Thiếu Long đã ngồi chắc vị trí đệ nhất 2 năm nay rồi, chưa ai lật đổ được hắn. Phen này có kịch hay để xem rồi. Ngươi tới đây làm gì? Tăng ca, ngoại môn bảng đệ thập diện minh, ngày mai muốn khiêu chiến với ta. Sao hả? Ngươi sợ ư? Ngươi cũng biết, phần thưởng ngoại môn bảng đệ nhất vô cùng hùng hậu. Nếu như đổi thành võ quân tệ, mỗi năm ít nhất cũng phải là 200 đồng. Cho dù chúng ta xuất thân thanh đồng thế gia, cũng không có nhiều tài nguyên như vậy. Vì vậy trận đấu này bất luận là thế nào cũng không thể thua. Nhã nào ngươi muốn đệ tử tinh anh đường, trưởng lão như ta ra tay với một đệ tử ngoại môn nhỏ nhoi? Nhậm Thiếu Kiệt, ta không ngu ngốc tới như vậy đâu. Ta đâu dám làm phiền Tam Ca ra tay. Có điều ta nghe nói trong tay của Tam Ca chưa làm rất nhiều đệ tử nội môn. Ta nghĩ Tam Ca có thể cho ta mượn một người được không? Được thôi, dù gì ngươi cũng là huynh đệ cùng cha khác mẹ với ta. Mặc dù đại gia tộc tình cảm nhạt như nước, nhưng ta cũng không thể nhìn thấy ngươi mất đi vị trí đệ nhất. La Vân, ngươi đi giúp hắn xử lý chuyện này. Diệp Minh, chính là cái tên được Trần Hưng chiếu cố, rất hống hách phải không? Ta muốn trừ khử tên xúc sinh này từ lâu lắm rồi. Ký túc ngoại viện. Xong rồi, không thể tĩnh tâm tu luyện được. Cái tên xấu xa đó, sao ta lại đồng ý với hắn chứ? Sau này nếu gặp lại hắn thì sao, trực tiếp nắm tay ư? Như thế có phải là tiến triển quá nhanh rồi không? Nhưng nếu hắn chủ động nắm tay thì sao? Tôn An, ta đưa ngươi tới chỗ này vui lắm. Muộn thế này rồi còn đi đâu? Đi theo ta là biết. Chỗ này hình như là đường ở Hậu Sơn. Trường mình, chúng ta tới Hậu Sơn làm gì? Người nói chỗ này vui rốt cuộc là gì? Ha ha, vui vẻ ở chỗ này. Đáng ghét. Trường Bình, ngươi có ý gì? Chỉ cần ngươi ở đây, lát nữa ta sẽ nói với Diệp Minh ngươi gặp phiền phức. Ngươi nói hắn có tới hay không? Có người muốn đối phó với Diệp Minh, ta phải thông báo cho hắn biết. Ha ha, chỉ là võ đồ nhỏ nhoi, cũng dám thoát khỏi tay của võ sư. Xẹt. Trường Bình, ta chưa bao giờ nghĩ cô lại là người như vậy. Tôn An, ngươi đừng tưởng xinh đẹp thì có gì ghê gớm.
Mặc dù lão lương hơi máu mỡ một chút, nhưng vẫn có đệ tử nội môn như Nam Vân nhìn chúng. Không kém tên Diệp Minh vãn môn của ngươi. Ngoan, chúng ta còn nhiều thời gian, mau đi thông báo cho Diệp Minh. Đáng ghét, thân là đệ tử nội môn đã dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy đối phó với Diệp Minh, ngươi không thấy xấu hổ hay sao? Không phải là xấu hổ mà là thông minh. Có trách thì trách tên Diệp Minh không biết trời cao đất dày. Ngoại môn đệ nhất không phải là đấu thực lực, mà là đấu hậu đài biết chưa. Nhậm Thiếu Nam có thể đứng vững ở vị trí này 2 năm nay là vì ca ca của hắn, đệ tử tinh anh của Xích Dương Môn, chứ không phải thực lực của đệ nhất của hắn. Chu Cường không phải là có hậu đài, không phải cũng chết đó thôi. La Vân, ngươi nghĩ rằng hôm nay ngươi ăn chắc? Võ sĩ giết võ đồ giống như là giết một con gà vậy. Ngươi sắp được thế rồi. Một khắc sau, ngươi nói Tôn An bị đưa tới đây. Đúng thế, chính là cái tên La Vân đưa cô ấy tới đây. Diệp Minh, Diệp Minh mau chạy đi. Tôn An, cô không sao chứ? Ta bảo ngươi chạy đi, sao ngươi còn lại đây? Cô ở đâu ta sẽ ở đó, vì sao ta phải chạy? Đây là cái bẫy. La Vân và Nhiệm Thiếu Long là một ruột. Bây giờ chúng sẽ đối phó với ngươi. Vừa. Không thôi, không thôi. Tình trạng ý thiếp khiến ta cảm động sắp luôn rồi đây. Ha ha, có điều vô dụng thôi, bởi vì các ngươi không thể sống qua hôm nay. Ngươi nghĩ rằng đệ tử nội môn có thể ăn chắc ta ư? Cho dù ngươi là tứ đại thần thổ thiên tài, cũng chỉ là võ đồ thất trọng, còn ta đã là lục phẩm võ sĩ rồi. Với hậu thân chính kinh của ta, cho dù ngươi cũng không có cơ hội. Ngươi dựa vào cái gì mà quỳ xuống xin tha? Ngươi vừa nói muốn trực tiếp đánh với ta ư? Xẹt. Võ quân tệ. Quỳ anh bộ linh khí khiên huynh. Giác 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 nha. Dâm phụ. Ngươi muốn chết? La Vân, tốt nhất ngươi mau quay về dưỡng thương đi, nếu không có khả năng là sẽ để lại tật đó. Hắn phản ứng nhanh quá, bị hắn né được. Trước mắt nguyên khí của ta đã hao tổn, chỉ đứng thôi đã thấy mềm nhũn cả người rồi. Ha ha, đừng có giả bộ nữa. Cho dù ngươi có võ quân tệ thì sao? Chỉ dựa vào một võ đồ, nguyên khí của ngươi đã cạn kiệt rồi. Cơ thể của ngươi không phát động được mấy lần võ quân tệ nữa. Thế thì đã sao? Ta đều chết với ngươi ở đây. Bây giờ trên người ta bị thương, không thể tránh được vòng thứ hai. Có thể kéo theo một võ sĩ chết chung với ta cũng hỏi rồi. Hắn bị điên rồi, không cần thiết phải liều chết với hắn. Trước mắt phải quay về trị thương. Võ quân tệ tấn công chỉ là một phương thức, chỉ cần phòng bị thì sẽ dễ dàng tránh được. Lần này bị đánh trúng là nằm ngoài dự tính của ta, lần sau tuyệt đối ta không tha cho hắn. Thiên sát bộ. Chủ nhân, bây giờ người đã hao tổn nguyên khí, nếu cưỡng chế dùng thuấn bộ sẽ tổn thương cực lớn. Bây giờ ta đã lật bài rồi, nếu tha cho hắn sẽ để lại hậu họa về sau. Thuấn bộ. Ngươi dám đánh đến ta? Hừa. La Vân, La Vân chết rồi sao? Cầu xin ngươi đừng giết ta, ta cũng bị ép buộc mà thôi. Cái tên Na Vân là đệ tử nội môn, ta không dám chống lại hắn. Cầu xin ngươi tha cho ta. Cút. Phù. Bắc Minh trị thương giúp ta. Diệp Minh ngươi thế nào rồi? Đây là liệu trị thương đan, mặc dù không phải là linh đan thần dược, nhưng cũng có tác dụng. Không sao, ta đã ăn thương đan rồi, sẽ khỏi nhanh thôi. Ngươi mạo hiểm quá, chẳng may võ quân tệ không làm Na Vân bị thương, ngươi sẽ rất nguy hiểm đó. Đánh không được thì chạy, nếu mà chạy thì chưa chắc cô đã đuổi kịp ta. Ta không tin chạy tới nội điện hắn vẫn dám giết ta. Đúng rồi, mấy ngày nay ta đã chuẩn bị một số thứ nhưng không có cơ hội. Vừa hay ở đây miếng ngọc bộ chữ vật này, cô giữ lấy đi, ta không nhận được cái này quá quý giá. Nếu nguyện vọng của cô, ta sẽ trở thành người rất mạnh. Thân là nữ nhân của ta không thể quá kém. Nhận lấy đi. Trong này có 100 đồng võ quân tệ, 3.000 linh thạch nhất cấp, còn có một số đan dược rất tốt với cô. Chuyện này lúc này ta thật sự là rất cần nó.
coi như tao mượn ngươi, sau này nhất định sẽ trả lại. Ngày hôm sau, Diệp Minh mới gia nhập môn phái chưa bao lâu đã khiêu chiến ngoại môn bảng đệ nhất rồi. Đúng là thiên tài, cũng không biết là hôm nay hắn có thành công hay không. Ha ha, quá là Vân ra tay, sợ là đã chết nhỏ rồi. Thắng thua đã định, hắn không tới được đâu. Nhìn xem, Diệp Minh tới rồi. Ha ha, tiểu tử này còn nắm tay nắm Tôn An. Đáng ghét, còn nắm tay Tôn An. Đáng ghét, chúng ta phải đốt cái ổ chó của tên súc sinh này mới được. Chuyện gì thế này, hắn chưa chết ư? Được lắm, mới có mấy ngày mà đã khiêu chiến ngoại môn bảng đệ nhất rồi, ha ha. Như thế này chúng ta có thể cho hắn thêm nhiều tài nguyên rồi. Có phải hơi nhanh quá rồi không? Ta còn tưởng ít nhất hắn phải tu luyện một năm mới được. Nhanh càng tốt, đây mới là thiên tài đáng có. Tiểu tử thối tha to gan quá. Nội môn trưởng lão Công Tôn Nham, Công Tôn xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu tử này quá to gan, một đệ tử nội môn muốn giết hắn. Hắn dùng võ quân tệ làm đối phương bị thương, sau đó dùng á hư chỉ giải quyết hắn. Lúc đó ta cách xa quá, biết hắn xảy ra chuyện không kịp cứu. Mặc dù chúng ta đề cao cạnh tranh kịch nhiệt, nhưng đệ tử nội môn bây giờ không ra thể thống gì hết. Đệ tử nội môn đó là ai? Hình như là Na Vân, lục phẩm võ sĩ. Không thể không phục, tiểu tử này mặc dù dùng võ quân tệ, nhưng có thể đánh chết lục phẩm võ sĩ, thật sự lợi hại. Chuyện này nhất định là có liên quan tới khiêu chiến của Nhậm Thiếu Long. Ca ca của Nhậm Thiếu Long là đệ tử tinh anh, thực lực của hắn tương lai trở thành trưởng lão nội môn. Đệ tử tinh anh thì cũng là đệ tử. Lần này ta phải mượn tay của Diệp Minh xử lý bọn chúng. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ngoại môn bảng đệ nhất. Ngươi cũng đòi làm ngoại môn bảng đệ nhất. Có người nói với ta vị trí đệ nhất của ngươi là nhờ hậu đài nâng đỡ. Hậu đài của ngươi là ai? Được lắm, ngươi cũng dám chất vấn thực lực của ta. Ngươi thật là không có ta ra gì. Hắn đột phá rồi. Nhậm Thiếu Long chắc chắn là áp chế cảnh giới. Vừa lên võ đài đã đột phá võ sĩ cảnh. Lần này Diệp Minh phiền phức rồi. Nhậm Thiếu Long vừa mới đột phá võ sĩ cảnh, cảnh giới vẫn còn chưa ổn định, Diệp Minh vẫn còn cơ hội. Tiểu tử, bây giờ ngươi đã hối hận chưa? Chịu chết đi. Bồi nguyên, luyện huyết, luyện gân, luyện cốt, ta đều hoàn mỹ. Cho dù ngươi có là võ sĩ, nhưng cũng vừa mới nhập võ sĩ cảnh, vẫn chưa ổn định. Đối với ta không là gì cả. Xuất bia thủ, dâm. Đây là... Trời đất, mạnh như vậy ư? Thể phách quá mạnh, dùng sức mạnh nhục thể phá vỡ hộ thể nguyên kình. Tiểu tử này rốt cuộc là sao vậy? Ta là võ sĩ cơ mà, sao có thể để thua được? Thuấn bộ, người đâu rồi? Tiểu tử, ngươi đừng coi thường người khác. Phá hư chỉ. Xoẹt. Dâm. Vì một quyền của Nhậm Thiếu Long mà như không sao. Biến thái quá. Đúng là một tên yêu nghiệt. Cơ thể của hắn mạnh mẽ tuyệt đối, khủng khiếp như vậy. Chắc chắn là dùng hộ thân võ cụ. Đúng đúng, chắc chắn là như vậy. Nếu không, hắn khủng khiếp quá đi. Đệ tử ngoại môn Diệp Minh thắng, trở thành ngoại môn đệ nhất bảng. Được thưởng 12 vạn điểm cống hiến, 12 viên nhân nguyên đan. Wow, 12 vạn điểm cống hiến, 12 viên nhân nguyên đan. Diệp Minh phát tài rồi. Ha ha, khách sáo rồi. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi bị một quyền của cửu phẩm võ sĩ có sao hay không? Không sao cả. Chỉ là cảm giác lồng ngực con hơi đau nhức. Chỗ khác thì không sao. Chỉ cần mượn hôn ta một cái, biết đâu lại khỏi ngay lập tức. Đừng hòng. Đúng rồi, Tôn An. Ngày mai lên quốc đò mua ít đồ. Mượn muốn đi cùng ta không?
bao ăn bao chơi. Hắn đang muốn hẹn hò ta ư? Ngươi thấy Diệp Minh thế nào? Sớm muộn ta cũng phải báo thù. Ngươi không chết là do hắn ta cho ngươi. Võ đồ thất trọng, đánh bại cửu phẩm võ sĩ, người này chính là thiên tài. Nhưng mà thiên tài nếu như quá ngốc, sớm muộn cũng sẽ bị quả báo. Tam ca định đối phó với Diệp Minh. Vị trí ngoại môn bằng đệ nhất của ngươi là do mọi người lẻ mặt ta cho ngươi. Bây giờ bị cướp rồi, chính là không lẻ mặt ta. Hơn nữa, hắn còn đánh chết Na Vân, ta không thể tha cho hắn. Những đệ tử tinh anh, chúng ta rất ít khi lộ diện, nên chắc có người quên chúng ta rồi. Đợi sát thủ đầu tiên chúng ta phái đi đã thất bại, tổn thất rất lớn. Chúng ta cho rằng các ngươi báo sai thực lực của mục tiêu, hắn lợi hại hơn các ngươi nói. Lợi hại hơn không phải chứ, hắn chỉ là võ đồ ngũ trọng thôi. Nhưng theo tin chúng ta nhận được, mục tiêu là võ đồ thất trọng, hơn nữa thực lực đối kháng cửu phẩm võ sư, còn có thể phát động võ quân tệ. Qua đánh giá, đối phương mục tiêu cấp 2, tiền thuê của chúng ta phải tăng thêm một vạn linh thạch. Một vạn linh thạch nhất cấp? Cái gì? Một vạn linh thạch quá đắt rồi, có thể rẻ hơn hay không? Diệp gia cả năm thu nhập không nhiều như vậy, bởi vì tình báo sai sót dẫn tới tổn thất lớn. Không bắt các ngươi bồi thường đã là ưu đãi lắm rồi. Đừng đưa ra yêu cầu quá đáng, nếu không, ta không dám đảm bảo không làm ra chuyện gì đâu. Được, một vạn thì một vạn, ta thêm. Ngày thứ hai, hôm nay ta thoa một chút phấn, không biết tên tiểu tử đó có nhận ra hay không. Bộ đồ này có chút kỳ quặc, sáng ra chọn đồ đã mất hơn một canh giờ rồi. Đúng là đồ tới lúc dùng chỉ hận quá ít. Biết vậy lúc đầu mua thêm mấy bộ. Diệp Minh, ta thấy rồi, chúng ta ở đây. Ý